Thưa quý vị, cùng với các địa phương trên cả nước, học sinh các cấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sẽ dự lễ khai giảng chính thức bước vào năm học mới 2023-2024. Đến thời điểm này, hầu hết các trường học đã cơ bản hoàn tất các khâu chuẩn bị từ cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học đến việc ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, huy động học sinh ra lớp sẵn sàng đón chào năm học mới. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, đến tháng 7 năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tiếp nhận thẩm định trình Ủy ban Nhân dân thành phố phê duyệt chủ đầu tư 119 công trình với tổng mức đầu tư 3.302 tỷ đồng. Đến nay đã có 33 công trình hoàn thành đưa vào sử dụng. Những công trình mới góp phần đáp ứng các yêu cầu của ngành về cơ sở vật chất phục vụ các chương trình phổ cập mầm non 5 tuổi, phòng học ngày 2 buổi bậc tiểu học, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, chính sách khuyến khích xã hội hóa giáo dục. Những ngày qua, các trường học đã tiến hành dọn dẹp, chỉnh trang khuôn viên và đón học sinh từ trường. Năm học 2023-2024, trường trung học cơ sở Hình Và Chánh tăng 5 lớp so với năm học trước. Nhờ sự quan tâm của Ủy ban Nhân dân thành phố, giống như Ủy ban Nhân quận Ngũ Hành Sơn, về điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị được đầu tư và đảm bảo đáp ứng được các phòng học để cho các học sinh tham gia học tập cho năm học mới. Nhà trường đã hoàn thành việc phân công sắp xếp chuyên môn cho giáo viên thực hiện giảng dạy ngay khi khai giảng vào ngày 5 tháng 9, 2023. Ngoài tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, mùa hè này, ngành giáo dục thành phố đã tiến hành bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, chính trị, pháp luật cho giáo viên các cấp, nhất là bồi dưỡng đội ngũ để đảm bảo triển khai thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông 2018. Mới đây, các giáo viên tiểu học trên địa bàn thành phố đã được tham gia bồi dưỡng STEM. Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm học 2023-2024 sẽ tổ chức thí điểm dạy học STEM bậc tiểu học ở tất cả các tỉnh thành. Thông qua các hoạt động trải nghiệm STEM, giáo viên sẽ phát triển hơn về kiến thức rất là nhiều. Vừa tích hợp các môn lại rồi, chúng ta còn có thời gian, những cái tiết trống đó chúng ta có thể luyện cho học sinh những kỹ năng khi các con còn yếu, thì thuận lợi hơn cho giáo viên hơn nữa. Xong, ở đây giáo viên phải bắt nhịp với cái mới và phải tự trau dồi, tự phát triển mình. Để giải quyết tình trạng thiếu giáo viên, các địa phương trên địa bàn thành phố đã khẩn trương tiến hành tuyển dụng để có giáo viên bố trí vào đầu năm học. Ngành giáo dục ra soát tình hình giáo viên để tổ chức thuyên chuyển giáo viên giữa các cơ sở giáo dục, giảm thiểu tình trạng thừa thiếu giáo viên cục bộ theo môn, theo địa bàn. Thành phố cũng đưa ra nhiều chính sách ưu đãi, lược bỏ thủ tục. Riêng đối với đội ngũ giáo viên, thì Sở Giáo dục Đào tạo đã tham mưu Ủy ban Nhân dân thành phố hướng dẫn các quận huyện trong công tác tuyển dụng giáo viên mầm non, tiểu học, trung học cơ sở theo cái quy định đơn giản hơn để tạo điều kiện cho giáo viên được đăng ký dự tuyển. Ngoài ra, Hội đồng Nhân dân thành phố đã ban hành nghị quyết về việc bổ sung giáo viên hợp đồng theo Nghị định 111 của Chính phủ, đảm bảo đáp ứng được cái đội ngũ giáo viên. Thực hiện chủ đề năm học 2023-2024, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, tiếp tục đổi mới theo chiều sâu, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo. Ngành giáo dục và đào tạo thành phố đã chuẩn bị những điều kiện tốt nhất, hoàn thành tốt mục tiêu giáo dục đề ra trong năm học mới. Trong năm học này, Đà Nẵng cũng sẽ chi hơn 400 tỷ đồng để hỗ trợ toàn bộ học phí cho học sinh từ bậc học mầm non đến bậc trung học phổ thông.